7 từ 19 giờ hôm nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ ký sự Tân Đảo, 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 10, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam nữ trinh sát đặc nhiệm, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tình thế giới tình thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 20 tháng 8 gồm có những tiết mục sau đây: 0 giờ 10 phút sống nơi quan giả người Hazza ở Tanzania, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Đại Phường Nhượng tập 4, 1 giờ 30 phút phim tài liệu khoa học Trái đất và bầu trời, 2 giờ thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn nến Hoàng cung tập 35 giờ 36, 3 giờ 30 phút giải trí nước ngoài, 3 giờ 45 phút thế giới đó đây châu Á bí ẩn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Tài trợ bởi nhãn hàng Dialog. Thưa quý vị biết không, Mỹ Trang và Mỹ Trâm cũng như những người thực hiện chương trình cảm thấy rất vui vì chương trình của chúng tôi đã thực sự trở thành một sân chơi và là nơi để các bé gặp gỡ và giao lưu với nhau. Có những bé khi đến với chương trình đã có thêm được nhiều người bạn thân hơn, và có một phụ huynh đã tâm sự với chương trình rằng trước khi đến tham gia chương trình thì bé rất là nhút nhát và ít nói, nhưng sau khi đến tham gia các trò chơi của chương trình rồi thì bé lại trở nên hiếu động hơn nhiều. Thật là một tin đáng mừng phải không Trang? Vâng, và Mỹ Trang và Mỹ Trâm luôn hy vọng rằng chương trình Tình Yêu Của Mẹ luôn mang những niềm vui như thế đến với các gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi mong là các gia đình quan tâm đến việc tham gia chương trình hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại công ty Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận Nhất nhé. Và bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn cùng chúng tôi bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu những trò chơi rất thú vị của chương trình thì Mỹ Trang và Mỹ Trâm sẽ cùng với quý vị làm quen với ba bé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những đoạn video clip và tìm hiểu xem các bé của chúng ta ở độ tuổi là bao nhiêu nhé. Và bé gái đầu tiên của chúng ta là một bé gái rất đáng yêu tên là Thục Đoan. Chào Thục Đoan. Em chào cô. Rất là giỏi. Trời ơi, hồi nãy hả, cô thấy bé Thục Đoan mà nhỏ xíu à, mà Thục Đoan đã biết phơi đồ phụ mẹ rồi. Thục Đoan giỏi quá trời luôn. Thục Đoan đã đi học chưa nè? Dạ rồi. Vậy con có thích đi học không? Dạ có. Ở trường con thường chơi những trò chơi gì nè? Đồ chơi. À, con chơi đồ chơi. Vậy ở nhà con có thường hay làm công chuyện phụ mẹ không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy, nhưng mà hồi nãy là cô thấy con phơi đồ giỏi lắm đó. Cô chúc cho con và cả mẹ sẽ ghi được thật là nhiều điểm trong các trò chơi nha. Dạ. Thật là bất ngờ phải không quý vị? Chính Mỹ Trâm cũng không ngờ được là một cô bé 3 tuổi nhỏ xíu thế này thôi mà đã có thể giúp mẹ phơi quần áo rồi. Nhìn dáng bé phơi quần áo thật là đáng yêu phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với em bé thứ hai. Không biết là ở em bé thứ hai này sẽ có điều gì thú vị đây.
chị. Cô chào Tường Vi. Cô chào cô. Rất là giỏi. Tường Vi ơi, hồi nãy cô thấy trong video clip á, con được đi chơi công viên nè, được chơi xích đu nè, được chơi xe nè, rất là thích phải không? Vậy con có thường được đi công viên không? Có. Vậy mỗi khi vô công viên thì con thích chơi những trò chơi nào nè? Câu cá. Chơi câu cá nữa hả? Rồi, cô cảm ơn con. Và cô mong là sự năng động của con khi mà con đi chơi công viên cũng sẽ giúp con hoàn thành được tốt những phần thi mà chúng ta sắp tham gia nha. Dạ. Bé Tường Vi, một cô bé rất kháu khỉnh và cũng rất năng động phải không quý vị? Chúng ta hãy cùng chúc cho bé sẽ hoàn thành thật tốt những phần thi của mình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là bé thứ ba. Chúng ta hãy cùng làm quen với bé nhé. Cô chào Ngọc Lương. Hồi nãy cô thấy con chơi xếp hình giỏi quá chừng luôn. Con xếp được cái hộp gỗ cao như vậy nè. Ở nhà con có thường chơi xếp hình không? Con thích chơi những dạng đồ chơi xếp hình nào? Xếp nhà. Con thích xếp gì nữa không? Có. Xếp gì? Xếp xe lửa nữa hả? Rồi, cô cảm ơn con. Và tí nữa nếu mà mình có phần chơi xếp hình thì con phải trổ tài nha. Bây giờ thì cô chúc con và cả mẹ nữa sẽ ghi được nhiều điểm trong phần thi của mình nha. Wow, bé thích xếp nhà, có lẽ là một kiến trúc sư trong tương lai đây. Rất là đáng yêu. Như vậy là chúng ta đã làm quen với ba bé rồi. Ba bé ngày hôm nay Mỹ Trâm nghĩ là sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Bởi vì cả ba bé đều còn ở độ tuổi rất là nhỏ. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Mỹ Trang và Mỹ Trâm bước vào vòng 1 của chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Mẹ hiểu con yêu. Và ở vòng thi này sẽ có một câu hỏi liên quan đến các bé được đặt ra cho cả ba vị phụ huynh. Và mẹ nào hiểu đúng ý bé sẽ ghi được 5 điểm. Vâng, luật chơi cũng rất là đơn giản phải không quý vị? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với mẹ của bé Thục Đoan. Chào chị, lúc nãy thì xem video clip em thấy là Thục Đoan còn nhỏ nhưng mà rất là giỏi, biết phơi đồ nữa. Không biết là bé đã biết tự làm vệ sinh cá nhân cho mình chưa chị? Sáng thì mẹ và ba vẫn để bé tự làm vệ sinh cá nhân. Nhưng mà sau đó thì mẹ hoặc ba sẽ làm lại một lần nữa. Chị ơi, em thấy bé còn nhỏ như vậy mà đã đến trường rồi, bé nó có khóc nhè không chị? Con có khóc nhè không? Dạ không. Không khóc nhè, giỏi lắm. Bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho chị. Chị vui lòng cho chương trình biết là bé thích màu nào nhất ạ? Hay nói với mẹ là bé thích màu vàng hoặc màu đỏ, nhưng mà mẹ sẽ chọn màu vàng. Thưa quý vị, màu vàng và màu đỏ, nhưng mẹ đã chọn màu vàng. Trang ơi, Trang hãy cho quý vị biết là màu nào là màu hợp ý với bé đi. Để biết màu nào là màu hợp ý với bé thì đương nhiên chúng ta sẽ phải xem đoạn video clip sau đây thôi. Con ấy màu trắng. Con thích màu trắng nhưng mà mẹ con nói là con thích màu vàng rồi. Vì vậy mẹ đã không ghi điểm được cho bé. Chia buồn cho bé Thục Đoan nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem mẹ của bé Tường Vi có hiểu bé không nhé. Chào chị, bé Tường Vi còn nhỏ như vậy thì gia đình đã cho bé đến trường chưa ạ? Dạ đến trường rồi. Bé đi mẫu giáo từ năm mấy tuổi ạ? Dạ 2 tuổi. Từ 2 tuổi đã đến mẫu giáo rồi. Không biết là ở nhà thì bé thường gần gũi với mẹ hay là với bà hay là với cô giữ trẻ ạ? Thường gần gũi với mẹ. Gần gũi với mẹ nhất đúng không ạ? Như vậy thì chị hãy cho chương trình biết một điều nho nhỏ thôi, đó là bé thích màu nào nhất ạ? Dạ bé thường thích màu trắng ạ. Lúc nãy mẹ của bé Thục Đoan nói là bé thích màu vàng, nhưng mà kết quả thì bé lại thích màu trắng. Bây giờ mẹ bé Tường Vi nói là bé thích màu trắng, liệu bé có thích màu vàng hay không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Con thích màu trắng. Lần này thì chính xác rồi, bé Tường Vi của chúng ta cũng thích màu trắng. Và như vậy là mẹ đã giúp bé ghi được 5 điểm đầu tiên. Được cho mẹ 5 chiếc nắm và vì vậy bé cũng được 8 điểm.
Ngọc Lương ơi, em giỏi nhất đó nha. Em đã mang về được cho mẹ 7 chiếc nấm lận. Vì vậy em được 10 điểm. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghỉ giải lao ít phút và đến với phần lời khuyên dành cho mẹ. Những đồ chơi ồn ào mà bây giờ các bé rất là thích. Ví dụ như bé trai thì thích xe chơi những cái xe ô tô có tiếng còi rất là ồn ào. Còn bé gái thì thích chơi cái đèn trung thu có tiếng nhạc đó, rất là hay. Ngoài ra thì các phụ huynh cũng thường cho các bé mang những đôi giày có những cái âm thanh mà khi các bé đứng bước đi có những cái âm thanh. Thì những đồ chơi đó thì nếu các bé chơi với một cái thời gian rất lâu với một âm thanh rất lớn thì sẽ ảnh hưởng đến cái tính giác của bé, làm cho bé nghe kém. Cho nên khi bé mà đi học thì vấn đề nghe kém cũng ảnh hưởng đến việc học của các bé. Vì vậy cho nên người lớn như chúng ta khi cho các bé chơi những cái đồ chơi có những tiếng ồn ào như vậy thì nhớ là mình phải chọn lọc những cái đồ chơi mà có nguồn gốc rõ ràng và đã được kiểm định về mặt âm thanh. Tiếp đến, khi các bé mà chơi những cái đồ chơi có âm thanh lớn như vậy thì chúng ta nên để những cái đồ chơi đó cách xa bé phải từ 16cm trở lên. Và ngoài ra, khi các bé chơi những cái đồ chơi đó một thời gian sau mình cảm thấy là bé có những cái nghe rất là kém thì cần phải dẫn bé đi khám bác sĩ ngay. Và các bạn đến với vòng 3 của chương trình mang tên Mẹ biết con làm được. Ở vòng chơi này, vì hôm nay là cuộc chơi dành cho các bé ở độ tuổi là 3 tuổi, vì vậy chúng ta sẽ cho các bé chơi một trò chơi nho nhỏ ở ngay tại phim trường này. Các con thân mến, bây giờ thì các con hãy cùng ra sân chơi. Và chỉ một chút xíu nữa thôi, hai cô sẽ phổ biến luật chơi cho các con nhé. Ở phần thi này thì các bé sẽ không cùng chơi với nhau nữa mà từng bé sẽ tham gia vòng chơi. Và luật chơi sẽ là như sau. Trên đây có 5 tấm bảng hình 5 con vật khác nhau nhưng đã bị tháo rời từng mảnh. Nhiệm vụ của các bé đó là gấp những mảnh ghép này sao cho thành hình một con vật nguyên vẹn. Một bé sẽ phải làm trọn 5 tấm hình mới ghi được điểm. Và số điểm của mỗi bé sẽ được tính theo thời gian bé làm nhanh hay chậm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thi đầu tiên, đó là phần thi của bé Thục Đoan. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, con gấp hình đi nào. Gấp ở chỗ nào? Gấp ở đâu nè? Gấp ở đâu? Cái đuôi cá con để ở đâu? Đúng rồi, con để vô chỗ này, giỏi lắm. Nhanh lên, con đến với hình thứ hai nè con. Rồi, mình gấp lớn nhất con để ở đâu nè? Con để vô đi. Đúng rồi. Gà đâu? Bắt nó thấy đâu gà đâu con? Đúng rồi. Giỏi lắm. Đúng rồi, cái đuôi con gắn cái đuôi vô. Rồi, xem bức hình tiếp theo nè. Con mắt của nó đâu con? Con mắt của nó đâu? Giỏi lắm. Giỏi lắm. Rồi, bức hình thứ tư nè. Đúng rồi, cái mỏ nó nằm đây nha. Đúng rồi, giỏi lắm. Con mắt của nó. Nhanh lên. Đầu nó đâu? Đầu nó đâu? Đúng rồi. Nè, rồi con quyết định để cái bèo của nó trước đúng không? Nó sẽ khoan thăm thôi. Rồi, con cắn vô đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần thi của bé Thục Đoan. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem bé Tường Vi của chúng ta thi như thế nào nhé. Tường Vi ơi, con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì hãy sẵn sàng vào vị trí nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Con hãy chọn cho mình mảnh ghép đầu tiên là mảnh ghép thiệt lớn. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. Hay giỏi lắm quá, rồi. Sao đến thứ hai này nào, nhanh lên con. Cái mình cá đâu con? Đâu mà bắt nằm đâu? Giỏi lắm. Con muốn biết cuối cùng cái mây cá như thế nào. Giỏi. Và còn cái mình nữa một chi.
chi tiết cuối cùng nữa thôi. Rồi rồi, chính xác, chúng ta đến bảy mươi tư nhân lên nè. Cái lỗ mũi là cái nào? Đúng rồi, giỏi lắm. Cái gì nữa nào? Đúng rồi, và còn một chi tiết cuối cùng. Chi tiết cuối cùng còn để đâu? Giỏi quá, nhanh lên nào, con môi nhanh lên, con môi đừng đi. Rồi, con mắt của nó đâu? Con mắt, đúng rồi. Thế thì còn để đâu? Hoàn thành rồi, chúc mừng con. Bây giờ sẽ là phần thi của bé Ngọc Lương. Ngọc Lương ơi, theo như hồi nãy mẹ nói thì ở nhà con rất là hay chơi xếp hình đúng không? Như vậy thì hay, cô nghĩ là con sẽ chơi rất là giỏi ở phần này đúng không nào? Bây giờ thì con hãy sẵn sàng vào vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Đúng rồi. Con mắt của nó đâu con? Xác. Giỏi lắm, mắt hình thứ hai lắm con. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. Vòng 3 vừa rồi xem thì đơn giản nhưng cũng không phải là dễ đối với các bé, phải không Trang? Thực sự thì những con vật này cũng rất là quen thuộc với bé, nhưng mà khi mà tháo rời từng mảnh ra như vậy thì cũng không dễ mà nhận được đúng không? Nhưng mà dù sao thì Trâm thấy là các bé cũng đã chơi rất là tốt đó. Và bây giờ thì trước khi đến với số điểm của từng bé, chúng ta hãy cùng xem mỗi bé đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng bao nhiêu phút nhé. Đầu tiên là bé Thục Đoan đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng 4 phút 42 giây. Bé thứ hai đó là bé Tường Vi. Tường Vi ơi, con đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng 4 phút 35 giây. Và cuối cùng là bé Ngọc Lương. Bé Ngọc Lương thì hoàn thành phần thi của mình trong vòng 3 phút 39 giây. Wow, như vậy là chúng ta cũng có thể biết được bé nào sẽ giành được số điểm cao nhất rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là bé Ngọc Lương, thời gian nhanh nhất và em đã ghi được 10 điểm. Chậm hơn một chút xíu đó là bé Tường Vi với 8 điểm. Và cuối cùng là bé Thục Đoan, con ghi được 6 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 3 vòng thi rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Mỹ Trang và Mỹ Trâm nhìn lại số điểm chung cuộc của các bé nhé. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tình Yêu Của Mẹ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được biết số điểm chung cuộc của cả 3 bé qua 3 vòng thi. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết được bé nào sẽ là bé thắng cuộc trong ngày hôm nay. Đầu tiên là bé Thục Đoan. Chị chúc mừng Thục Đoan, em ghi được 14 điểm. Tiếp theo đó là bé Tường Vi. Bé Tường Vi ghi được 21 điểm. Và cao điểm nhất đó là bé Ngọc Lương với 25 điểm. Xin chúc mừng cả ba bé và ba bà mẹ. Bé thắng cuộc trong chương trình ngày hôm nay sẽ ra về với phần quà trị giá 4 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Hai bé còn lại sẽ ra về với một phần quà trị giá 2 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Cảm ơn các bé và ba vị phụ huynh đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn nhãn hàng Dialux đã tài trợ cho chương trình này. Mỹ Trang và Mỹ Trâm xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị và các bạn, trải qua một tuần làm việc và học tập căng thẳng thì ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chinh Phục Thời Gian. Chỉ với 15 phút phát sóng của chương trình, chúng tôi muốn gửi đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, những phút giây thư giãn thoải mái với thông điệp rằng cuộc sống luôn luôn vận động, quỹ thời gian của mỗi người cần phải được sử dụng một cách tối ưu. Và dù cho bận rộn đến đâu thì chúng ta sẽ vẫn có thời gian ngồi bên màn hình cùng với chương trình Chinh Phục Thời Gian. Thanh Huyền tin rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút đầy ắp tiếng cười và sự vui vẻ. Xuyên suốt chương trình là những khoảnh khắc chinh phục thời gian trong vòng 99 giây. Thử thách ở vòng 1 là trò chơi sôi động với những thiết kế chướng ngại vật tạo ra những pha xử lý khéo léo vui nhộn. Và thử thách ở vòng 2 là đến với trò chơi xoay cỗ máy thời gian. Xoay cỗ máy thời gian, hôm nay thì anh Hiệp dùng từ có vẻ rất là điện ảnh. Nhưng mà Thanh Huyền tin chắc rằng quý vị và các bạn đã biết đó chính là trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Tất cả chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ thì hãy cùng gặp gỡ thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho quý vị khán giả được biết không ạ? Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Ngọc Hương, hiện tôi đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, tôi rất thích bốn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian, nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Điều đó cho thấy thời gian qua đi không bao giờ lấy lại được. Đó là lý do tại sao tôi đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian. Rất hy vọng quý vị sẽ cổ vũ cho tôi. Thật là ấn tượng có phải không nào? Và Hiệp còn được biết là ngoài đi học ra bạn còn đi làm thêm nữa. Vậy thì bạn có thể cho khán giả biết công việc làm thêm của bạn là công việc gì không? Từ năm nhất thì tôi đã làm nhân viên marketing của rất nhiều công ty quảng cáo. Và trong một năm rưỡi trở lại đây thì tôi là phát thanh viên của chương trình truyền hình thanh niên. Và tôi rất là hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sinh viên năng động và tự tin như tôi. Vậy thì bạn Ngọc Hương thân mến, hiện nay thì bạn đang là sinh viên năm tư đúng không ạ? Thế thì bạn đã có dự định gì cho công việc tương lai của mình chưa? Ra trường thì Ngọc Hương sẽ đầu quân về làm nhân viên marketing của tập đoàn FPT. Và chương trình mà Ngọc Hương rất là yêu thích đó là những game show của đài truyền hình. Và rất là hy vọng Ngọc Hương sẽ được thử sức ở lĩnh vực này, là một MC duyên dáng như là Thanh Huyền và Hòa Hiệp. Xin cảm ơn bạn Ngọc Hương. Và như vậy thì chúng ta cũng rất hy vọng là sau ngày hôm nay, sau khi bạn Ngọc Hương đã trở thành thí sinh của chương trình Chinh Phục Thời Gian, thì bạn ấy sẽ còn là một MC vô cùng duyên dáng của chúng ta sau này. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một ít phút trước khi cùng bạn Ngọc Hương bắt đầu bước vào vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian.
Trong chương trình chinh phục thời gian hôm nay, bạn Ngọc Hương của chúng ta sẽ tham gia trò chơi vui nhộn trong thời gian nhanh nhất có thể, bởi vì bạn chỉ có 99 giây để thực hiện hai vòng thi. Nếu trong vòng 1 bạn sử dụng thời gian càng ngắn thì ở vòng 2 bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Không những thế, trong vòng 1 này bạn chinh phục dưới 49 giây, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Và bạn Ngọc Hương thân mến, trong vòng 1 này thì chúng tôi sẽ có 9 trò chơi để bạn có thể lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình. Xin mời bạn. Hiện nay trên màn hình đang có 9 bảng logo và sau mỗi bảng logo sẽ là một trò chơi. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bạn Ngọc Hương. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Ngọc Hương đến đây thì không đi với gia đình, không đi với bạn bè và cũng không đi với người yêu. Vì vậy Ngọc Hương rất hy vọng quý vị sẽ là gia đình, bạn bè và người yêu của Ngọc Hương được không ạ? Hãy chọn giúp Ngọc Hương một tấm logo được không ạ? Số mấy ạ? Số mấy ạ? Số 4. Chàng trai rất là to tiếng. Số 4 ạ? Quay Hiệp thấy là các bạn đưa ra rất là nhiều con số. Bây giờ bạn Ngọc Hương ơi, hãy chọn cho mình một con số đi nào. Có rất là nhiều bạn đẹp trai và đẹp gái đã chọn giúp Ngọc Hương, đó là con số 4. Vì vậy Ngọc Hương quyết định là chọn số 4. Quay Hiệp hy vọng rằng con số 4 sẽ đem may mắn đến cho bạn Ngọc Hương. Bây giờ thì chúng ta hãy xem trò chơi gì nha. 1, 2, 3. Bạn số 4 đó là trò chơi Đi chợ đông lạnh. Có vẻ là quý vị khán giả rất là thích trò chơi này, bởi vì rất là nhiều tiếng hoan hô sung sướng từ phía quý vị khán giả. Không biết là bạn Ngọc Hương có thích trò chơi này không ạ? Ngọc Hương là con út trong gia đình, vì vậy việc đi chợ với Ngọc Hương là một việc rất là hiếm. Nhưng mà đến với chương trình chinh phục thời gian đã có một cơ hội đi chợ, và đặc biệt hơn, đi chợ không phải bình thường mà là đi chợ đông lạnh. Vì vậy rất hy vọng quý vị sẽ ủng hộ cho Ngọc Hương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi trong vòng 1, đó là trò chơi Đi chợ đông lạnh. Trong trò chơi đi chợ đông lạnh, người chơi sẽ tìm ra 5 đồ vật được đặt trong thùng đá rất lạnh. 5 đồ vật đó chính là thơm, dưa hấu, cà rốt, thanh long, cải tím. Và sau khi người chơi tìm được thành công một món nào thì phải cầm lên và đặt lên tấm bàn đó. Và trong lúc thực hiện trò chơi thì bạn Ngọc Hương, bạn sẽ không được phép nhìn vào trong thùng mà chỉ dựa vào sự phán đoán cũng như là xúc giác của bạn. Quỹ thời gian của bạn là 99 giây và tất nhiên thời gian sẽ dừng lại khi bạn tìm đúng 5 món đồ vật. Và bạn Ngọc Hương thân mến, nếu bạn có thể hoàn thành trò chơi này dưới 49 giây thì phần thưởng 2 triệu đồng chắc chắn là sẽ thuộc về bạn. Không biết là bạn Ngọc Hương đã rõ luật chơi chưa? Hương thì rất là rõ luật chơi rồi. Và phương châm sống của Ngọc Hương là khi tham gia bất cứ một công việc gì thì mình sẽ làm cố gắng hết sức. Và được hay không, thành công hay không lại là một chuyện khác. Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn không hối tiếc là chúng ta đã chưa hết sức. Vì vậy, dù có thành công hay không thành công thì Ngọc Hương rất là hy vọng hai MC Duyên Dáng cũng như quý vị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Ngọc Hương. Vậy thì Hòa Hiệp và Thanh Huyền lúc nào cũng sẽ cổ vũ cho bạn Ngọc Hương của chúng ta, đúng không? Bây giờ thì xin mời bạn vào vị trí. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn đã tìm ra dưa hấu rồi. Dưa hấu. Tiếp nào. Bây giờ là cà rốt. Chúng ta còn thanh long không? Thanh long nữa bạn. Thanh long nữa. Và cải tím. Thanh long cải tím. Bây giờ là dưa hấu rồi, rất là hay. Bây giờ thì đến cải tím nào. Đến cải tím bạn. Cải tím và thanh long. Thời gian trôi rất là nhanh. Bạn hãy bình tĩnh. Chắc là lạnh lắm hay không? Hãy cố gắng lên. Thanh long. Thanh long đâu? Thanh long đâu rồi? Khán giả cổ vũ rất là nhiệt liệt cho bạn. Không phải, đó là cái bắp. Cải tiến và thanh long. Cải tiến nữa. Bạn có tôm bếp trên bầu thùng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta còn cải tiến các bạn ơi. Cố gắng lên, cố lên. Xin chúc mừng bạn, xin mời bạn lại đây. Bạn hay lắm. Lúc nãy Hòa Hiệp thấy bạn té một cái không biết làm sao mà đỡ. Bây giờ bạn có làm sao không? Bạn có bị đau không? Hương nhớ một câu như thế này là té không có quan trọng. Quan trọng là sau cái té thì mình biết đứng lên như thế nào. Và khi bạn đi chợ đông lạnh vậy á, bây giờ bạn cảm giác như thế nào? Nó có lạnh lắm không? Phải nói là rất là lạnh, nhưng mà khi mà Ngọc Hương chạm vào những cái đồ vật ở dưới á thì vẫn cảm nhận được. Nhưng mà có những lúc thì mình lạnh quá thì mình mất cảm giác, nhưng mà cái tâm trạng khi mà tham gia thì rất là vui, cực kỳ vui. Và bây giờ là giây phút hồi hộp nhất của bạn Ngọc Hương của chúng ta, đó là không biết con số ngừng lại con số mấy. Theo Thanh Huyền thì con đó là số mấy? Không có, anh này phải đoán đâu, bây giờ em sẽ quay ra coi liền. Đồng hồ dừng lại ở con số 37 giây. Như vậy là bạn Ngọc Hương đã mất đến 62 giây cho trò chơi này. Em thấy là rất nhanh mà anh Hiệp. Anh Hiệp cũng không biết nữa, chắc là bạn Hương rất nhanh nhưng mà thời gian nó nhanh hơn bạn Ngọc Hương thì sao, đúng không nào? Đúng rồi ạ. Vẫn không sao, chúng ta sẽ vẫn có một cơ hội với lại trò chơi ở vòng 2, đó là trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Nhưng trước khi chúng ta bước vào vòng 2 thì Hòa Hiệp xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, sau đó tiếp tục với chương trình Chinh phục thời gian.
2 của chương trình Chinh phục thời gian. Bà Ngọc Hương của chúng ta trong vòng 1 đã sử dụng hết 62 giây, có nghĩa là ở vòng 2 bạn chỉ còn 37 giây thôi. Và tiếp tục bước vào vòng 2 với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Không biết luật chơi ở vòng 2 này như thế nào vậy Thanh Huyền? Có lẽ ai đã từng theo dõi rất nhiều lần chương trình Chinh phục thời gian thì đã rành luật chơi này rồi. Nhưng bạn Ngọc Hương thân mến, bạn sẽ phải điều chỉnh kim đồng hồ bằng cách xoay vô lăng để đoán thời gian bí ẩn của chương trình. Mỗi lần bạn quyết định chọn thời gian thì bạn sẽ phải chạy lại bấm nút xác nhận ở phía bên kia. Và khi đó thì những mũi tên trên đồng hồ lớn sẽ hướng dẫn cho bạn là thời gian bạn chọn đã đi quá hay vẫn chưa đến thời gian bí ẩn của chương trình. Và khi bạn thấy mũi tên lên xuất hiện có nghĩa là thời gian bạn chỉnh chưa đến. Và ngược lại, thời mũi tên xuống xuất hiện có nghĩa là thời gian bạn đã chỉnh quá. Sau khi bạn đã chọn đúng thời gian giờ thì bạn hãy lưu ý là bạn chỉ chỉnh kim phút 360 độ trên mặt đồng hồ thôi. Nếu không bạn sẽ bị lệch phần giờ. Giờ bạn đã nắm rõ luật chơi chưa? Vâng ạ, em đã nắm rõ luật chơi rồi ạ. Khi bạn đoán đúng được phần giờ của chúng tôi thì bạn sẽ nhận được một phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng. Nếu bạn đoán đúng cả luật phần phút thì chúng ta sẽ có một phần thưởng trị giá là 9 triệu đồng. Và một tin vui nữa xin báo cho bạn Ngọc Hương biết là ở vòng 2 này bạn sẽ có được bạn thêm thời gian. Và bạn không chỉ có 37 giây để thử sức với trò chơi này đâu. Bây giờ thì bạn hãy chọn đi. Và khó nghĩ quá, không biết là 1, 2, 3, 4 hay là 4, 3, 2, 1. Quý vị khán giả có thể chọn giúp Ngọc Hương một bản logo được không ạ? Số mấy ạ? Số mấy vậy các bạn? Số 1 rất là nhiều đó Hương ạ. Thì đầu chương trình Ngọc Hương đã chọn số 4 và đến với trò chơi là đi chợ đông lạnh. Thì cũng rất là vui. Và bây giờ tiếp tục lại thử sức một lần nữa với con số 4. Vậy là hy vọng rằng lần này con số 4 sẽ mang lại may mắn đến cho bạn. Chúng ta hãy xem coi được bao nhiêu giây nào. 1, 2, 3. Bạn số 4 sẽ mang lại cho bạn Ngọc Hương 10 giây. Như vậy là 37 giây cộng với 10 giây thì hiện nay bạn đang có trong tay 47 giây để thử sức với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Bạn thấy như vậy đã đủ chưa? 47 giây là một khoảng thời gian cũng có thể nói là đủ để cho Ngọc Hương có thể chinh phục được vòng 2 của trò chơi này. Và rất là hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Ngọc Hương. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ ủng hộ cho bạn. Vậy bây giờ thì Hòa Hiệp xin mời bạn Ngọc Hương vào vị trí. Bạn Ngọc Hương đã sẵn sàng đứng vào vị trí để bắt đầu trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Và hy vọng rằng bạn Ngọc Hương sẽ cố gắng chinh phục thời gian trong vòng 2 này và sẽ là người chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Xin mời bạn. Bạn Ngọc Hương quyết định là quay ngược thời gian lại. À không, bạn đã quay lên rồi. Bây giờ là 8:30. Bạn quyết định rồi, chúng ta phải giãn chờ lại. Lên bạn. Phải giãn chờ lại Hương ơi. Chính xác rồi. Bây giờ thì chúng ta kiếm phút nào. Kiếm phút bạn ơi. Mũi tên lên xuất hiện. Bạn phải tăng phút lên. Mũi tên lên vẫn xuất hiện. Phải tăng phút lên bạn. Mũi tên lên vẫn xuất hiện. Bạn phải tăng phút lên. Tăng phút lên bạn ơi, tăng phút lên. Tăng lên. Như vậy là đã không kịp cho bạn Ngọc Hương có thể tìm được số phút bí ẩn của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng hướng về phía sân khấu. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Và như vậy thì với 47 giây, bạn Ngọc Hương đã không thể hoàn thành được trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Tuy nhiên, bạn đã đoán chính xác được phần giờ của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn. Thật là hồi hộp có phải không nào? Bây giờ thì cảm giác của bạn như thế nào? Thật sự mà nói thì rất là vui. Chiến thắng hay không không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là tất cả chúng ta đã có những giờ phút rất vui bên nhau. Xin cảm ơn bạn. Bạn Ngọc Hương lại một lần nữa chinh phục được quý vị khán giả với khiếu ăn nói của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thời gian bí ẩn hôm nay là gì, đúng không anh Hiệp? Đúng rồi, bây giờ thì Hòa Hiệp sẽ nhanh chân bước lại đây đây. Bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. 1, 2, 3. Wow, bạn Ngọc Hương thông báo đó chính là 9:30. Hòa Hiệp thấy tiếc cho bạn Ngọc Hương làm sao á. Tại lúc nãy là Hòa Hiệp thấy là bạn Ngọc Hương chỉnh đến 9:35. Xong sau đó bạn Ngọc Hương lại chỉnh lại 9:25. Sau đó là 9:20. Ai ngờ con số bí ẩn là 9:30. Có đúng không nào? Như vậy mới thấy được rằng chạy đua với thời gian là một công việc rất khó khăn. Và chúng ta phải luôn luôn sắp xếp kế hoạch hợp lý, cũng như là phải rất bình tĩnh để có thể phán đoán. Và như vậy là với việc đoán chính xác phần giờ của thời gian bí ẩn thì bạn Ngọc Hương đã có một phần thưởng của vòng 2 trị giá là 2 triệu đồng. Còn với phần thưởng ban đầu của chương trình là 2 triệu đồng nữa thì hiện giờ bạn Ngọc Hương đang có 4 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Và xin hẹn gặp lại bạn với vai trò là MC của một chương trình sắp tới. Xin cảm ơn anh Hiền.
Như vậy là chúng ta đã trải qua những giây phút vui nhộn sôi động với hai vòng thi mà bạn Ngọc Hương của chúng ta chỉ có 99 giây để thực hiện. Và nếu như quý vị và các bạn muốn làm thí sinh lên tham gia chương trình Chinh Phục Thời Gian thì hãy đăng ký theo địa chỉ Công ty Cổ phần Lasta, số 23 Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên cùng người thân và gia đình của mình ngồi trước màn ảnh nhỏ vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 đón xem chương trình Chinh Phục Thời Gian của chúng tôi. Xin cảm ơn nhãn hàng Panadol Cảm Cúm đã tài trợ cho chương trình này. Giờ thời gian dành cho chương trình đã hết. Hòa Hiệp và Thanh Huyền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình lần sau với chương trình Chinh Phục Thời Gian.